Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bochan đây. Thì hôm nay mình sẽ làm video bóc hộp iPhone 11. Thì thật ra là trên mạng có rất là nhiều video đập hộp rồi. Nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên mình sở hữu cái chiếc điện thoại mới. Cho nên là chính tự tay mình làm thì nó vẫn hào hứng hơn là so với việc là xem video rồi. Với lại là hàng này là hàng chính hãng, bán tại nước Malaysia. Chứ ở Việt Nam thì tháng 11 mới bán chính hãng lắm. Đó, vì con này mà tóc mình vẫn còn dài nữa bạn, thấy không? Quá dài luôn, tại vì mình nói là khi nào mình trên tay sản phẩm này rồi á thì mình mới đi cắt tóc. Cho nên là ngày mai làm video cắt tóc luôn bạn. Thì hiện tại mình sẽ công bố luôn. Thì đây là chiếc iPhone 11 128GB. Thì làm sao để biết 128GB thì trên sản phẩm nó có số là 128GB luôn á. Thì tại vì 64GB mình nghĩ là dung lượng nó không có đủ. Cho nên là quất hẳn cái 128GB luôn. Nhưng mà thật ra giá rẻ hơn Việt Nam. Giá mình mua chính hãng là 3.600, thật là 3.599, cho thêm 1 ringgit đây là 3.600, nó khoảng tầm 20 triệu Việt Nam, nó vẫn rẻ hơn so với hàng chính hãng ở Việt Nam. Với lại là mình mua thêm cái kính cường lực, thì lúc mua thì nó giảm giá 20% khi mà mua sản phẩm này luôn, chứ nếu mà không có sản phẩm ấy đó mua thì cũng không được giảm giá. Thôi thì mua cái kính cường lực luôn cho nó bảo vệ màn hình luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ làm video đập hộp nha. Thì cái phiên bản này là phiên bản màu đen. Thực sự là mình rất là muốn cái màu tím hoặc là màu xanh, nhưng mà đợi lâu quá với lại là hết hàng, khó, rất là khó để chọn được hai màu đó. Cho nên là mình kêu cái bạn anh nhân viên đó là nhà anh có màu nào chọn như màu đó luôn cũng được anh, em không quan tâm màu nào hết á, có là lấy. Thì thật ra là anh đó lúc đầu đó là màu đỏ thì ngày mai mới có thứ bảy, nhưng mà tự nhiên trưa nay nhắn tin với: "Ôi em ơi, hiện tại có màu đen này em lấy không?" "Ô, màu đen tốt quá trời." Thế là mình có video. Thì hỗ trợ mình đó là một con dao, để mà có thể là tay mình yếu chẳng hạn thì dao sẽ hỗ trợ mình rọc, tại vì đây là hàng nguyên siêu các bạn, đúng nghĩa luôn là còn vỏ bọc các kiểu luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua bên ngoài xíu. Thì đây, vỏ là màu trắng hình như iPhone màu trắng, rồi bên ngoài nó là màu, thì đây là phiên bản màu đen cho nên là cái hình nó cũng màu đen luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha. Có nha. Ok, dùng này đi. Tu tu đấy. Quý quá, mở sao cho nó quý sơ tộc xíu các bạn. Ở đây là ra đây đó, thấy không, mở mở theo phong cách quý sơ tộc. Ok rồi, thì đây là cái hộp nè. Wow. Thì tại vì mình cũng không đủ tiền để mua cái ba camera các bạn, cho nên hiện tại nó chỉ có hai camera thôi, hai con mắt thôi. Đây cầm cũng khá được chứ bao nhỉ, cầm tay. Rồi để xem bên trong cái gì đó trước khi mà mình mở bên ngoài, tại vì thật sự là đối với nhiều người, ví dụ như mình chẳng hạn, thì một thời gian rồi mình cũng không có dùng iPhone, lâu nay toàn dùng Android không à, cho nên thật sự là để xem, mặc dù có nghe qua rồi nhưng mà để thử xem lại nó như thế nào. Thì đây chính là cái, có logo chế táo rồi, các bạn hướng dẫn đó bạn, nhưng mà chắc cũng chẳng ai đọc quá. Nói chung có là được, có vẫn tốt hơn mà. Đây là bạn hướng dẫn nhưng mà chắc mình cũng không cần quan tâm nhiều lắm đâu, bỏ qua bên đi. Tiếp theo đó là sạc và cụ sạc. Sạc đây là tai nghe, thì sạc này là vẫn là sạc chậm nhé các bạn, không phải là sạc nhanh. Thì đây là dây dây sạc. Thì thật ra là mình xem video và mình là một người không phải là về Apple, cho nên mình thật sự cũng rất là quan tâm về cái tai nghe này, không biết tai nghe này hoạt động sao. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem luôn. Thì bên trong này á là tai nghe, và đây là cái đầu này sẽ cắm trực tiếp vào cái cổng sạc của iPhone luôn. Đó, cắm sạc mình sẽ nghe.
Còn cái loại tai nghe Bluetooth như ví dụ AirPods thì là khác nữa, các bạn mua riêng. Rồi, đó, đó là toàn bộ bên trong hộp. Bên trong hộp đúng không ạ? Thiết kế để, đó, để đúng nghĩa luôn. Vừa vặn. Ok. Rồi. Rồi bây giờ thì bóc màn hình ra. Lần đầu tiên mình mua điện thoại mới cứng mà tự bóc các bạn. Wow, thật sự rất là đẹp chứ bạn. Đây có một nút nguồn khá khá là bự. Tầm nút tăng giảm âm lượng. Nói chung là mình khá hài lòng với lại cái màu đen này các bạn, nhìn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là được, hôm sau mình sẽ làm giờ lên nguồn chưa ta. Đó đang chạy đó các bạn. Hiện tại thì mình thử để thử mở nguồn lên xem thế nào, xem có gì khác biệt không. Thì đây là kính cường lực mình mua thêm nữa các bạn. Kính cường lực này thì giá của nó là 69 ringgit, 69 nhân với 6 khoảng 70, 76 khoảng tầm 420 các bạn. Nói chung là khoảng cỡ gần 400, giảm giá 20% còn khoảng 330 tại vì mua trực tiếp luôn. Đây lên chữ hello nhưng mà nó hơi loá. Anh em hello, swipe to open. Thì ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, English. Selection of region là Malaysia. Hiện tại là mình thấy có Malaysia, Mexico, Singapore, United Kingdom. Thôi mình chọn Malaysia nè. Đó, setting language. Đấy, tí các bạn. Quick start. If you want, set up manually. Prefer language English, Malaysia. Keyboard English. Continue đi. Choose a Wi-Fi network. Không có. Let's choose my PC. Không có. Continue. Ủa? Continue. Ngôn ngữ là tiếng Anh. Ủa sao cứ bắt bắt chọn mạng các bạn? Hiện tại cứ bắt chọn mạng thôi à? Hiện tại mình chưa vào được mạng nào hết á. Swipe using Wi-Fi. Hiện tại mình chưa vào được mạng thôi. Để ngày mai mình qua bên kia mình hỏi mạng xem thế nào. À, có Android IP nha. Nói chung là bây giờ tạm thời là mình chưa vào được mạng hết, cho nên là tạm thời mình sẽ tạm dừng video ở đây nha. Thì mình sẽ làm những cái video trải nghiệm điện thoại khác sau. Ok, chào tạm biệt mọi người. Bye bye.